tiếp tục những viên, cái này là viên bánh gì mà tròn tròn này không biết. Bánh ít chần. Bánh ít chần ha. Bánh ít chần tròn tròn. Bánh nào này? Bánh chuối. Bánh chuối, bánh một lòng. Một bán. Một bán. Bánh lá. Bánh lá. Hấp dẫn. Chợ đêm, chợ qua chợ chợ quê của Đồng Tháp. Rồi hai bên em bấm máy luôn, đây là mực. Mực và chuột. Chuột nướng. Chuột nướng, mực nướng, chân gà nướng. Món đồng quê. Quầy nướng. Đây, món này nó món đặc sản của miền Tây đây. Cua, cua đồng. Cua đồng rang hay gì đó. Lộn rang, cua rang me hoặc thịt lộn rang, đặc sản miền Tây Đồng Tháp, cua Bắc Kinh giang me, cua Bắc Kinh và cua Bắc Kinh Kinh à, hay ha anh ơi, hợp lý luôn, cua Bắc Kinh nha con, cua Bắc Kinh rang me, cua Bắc Kinh lên rang me, còn đây là hộp lộn rang me chứ không phải là hộp lộn Bắc Kinh, lộn nước mưa ớt. Chợ đêm, chợ quê còn 2 đêm nữa nha bà con. 2 đêm nữa là hết lễ hội ở Gò Tháp. Nên đêm nay và đêm ngày mai. Đêm nay và đêm ngày mai sẽ là rất là đông. Bánh kẹp, bánh khò. Đây là quầy bánh khò. Wow, cái này đặc sản rồi nha, me hay gì nè, me ngâm, ủa lộn, me, mứt me, bánh đỏ. Đây là bánh nước que chị. Trời ơi, cái bánh gì dài vậy? Bánh gì mà dài vậy? Bánh gì vậy? Đây là bánh nước que. Bánh gì, bánh ướt que. Trời ơi, bánh gì đâu dài cả hai gan nè. Bánh bò. Đặc sản hình trái tim đẹp quá. Đẹp quá, đẹp. Đây là bánh ít chần anh. Ít chần, wow, hấp dẫn quá. Chưa con trai 10.000. Cái quầy này làm bánh khéo quá. Khéo nè. Ồ, bánh lạ ha. Màu là lạ. Đây, trái tim. Cái này á, cái này là cái gì á? Nào con, cái bánh bánh ít chần mà làm kiểu đẹp không? Ở với mình coi nghe là bánh hình y chang chú ít luôn. Tha màu rồi á. Đây là cô gái miền Tây Đồng Tháp. Thấy cái nét ra đẹp chưa? Biệt là mấy không cần mấy, son phấn là không cần kem trộn mà vẫn đẹp. Mấy chị ở trong quầy là phải mặc áo bà hết. Đấy. Gái miền Tây của chúng em là không cần kem trộn. Không cần kem trộn á. Nhưng mà vẫn đẹp, nước da tự nhiên, đó đậm đậm. Thấy không? Đây là quán hai chị em, tại vì hai chị em bán nên mình kêu quán hai chị em. Đó là con thấy bà. Con thấy cô gái miền Tây của chúng em không? Không có miếng kem nào luôn. Không có 7 chị em. Dạ hả? Thì 77 nè, quay 77. Rồi 7 chị em luôn. Không có miếng kem trộn mà vẫn mặn mà đúng không? Đó là chị thứ 7 đó. Dạ hả? Đây là cô 7 hả? Cô 7. Cô 7. Dạ đẹp. Em dâu. Rồi. Rồi anh lấy cái đó. Ăn nào? Độc lạ là bánh dài nè không? Bánh chuối. Cái bánh rất là đẹp không con? Quầy bé 7 đó. Bà con hãy tranh thủ đến chợ quê tỉnh Đồng Tháp. Ủa chú nướng này màu xanh đẹp vậy ta. Cái nếp, nếp màu xanh. Em xôi, em ngâm lá dứa. Dạ. Đây bánh xèo, bánh xèo này không có quay được nha bà con. Bánh xèo chưa cũng có bếp vậy mà quay. Cái này có quay luôn. Wow, 4 bánh có quay luôn nha bà con. Có 4 chảo chảo di động. Đẹp chưa? Giòn chưa? Cái hệ thống này là hệ thống mini 4 chảo. Đúng rồi, gọn để phục vụ chợ quê. Wow. Bà con hãy tranh thủ đến chợ quê nha. Thanh Tuyền, bánh xèo Thanh Tuyền. Đây, khoai lang hấp. Ôi, bum bum bum. Rồi, ngồi xuống. Ok. Chợ quê, chợ quê. Minh Tuấn. Đây là bánh in khỏ, bánh in gõ. Bánh thục linh. Chú nướng nhiêu trái chị? Dạ 6 ngàn anh. 6 ngàn.
luôn. À, đó. Bán đây đâu có lên giá đâu. Đâu có lên giá trong chợ nhưng mà vẫn giá giá đồng quê mình luôn, chợ quê. Bánh bò nè, bánh bò đường hút lốt. Vậy đó mấy giữ cái nét quê của Đồng Tháp. Nó không rẻ hơn thì thôi chứ nó không có hơn ở chợ được. Bà con thấy không? Hai cái trái màu xanh thử là lần đầu tiên xuất hiện trái màu xanh. À, hai trái màu xanh ủng hộ. À, bà con thấy không? Người đẹp miền Tây của bọn em, của chúng em là đó, bà con thấy không? Không có một miếng son phấn nào luôn. Đó, không có make up luôn mà vẫn đẹp. Đặc biệt là miền Tây nước da ngâm ngâm nhưng mà rất là đẹp. À, không có cần kem trộn nha bà con. Thấy không bà con thấy không? Thẳng hợp hả? Đó, ý là không có xài kem trộn mà con thấy không, nước da mặn mà rất là tuyệt vời luôn, gái miền Tây đậm đà. Mà con cứ xe cứ để đi, mình quay vòng vòng đây không bao giờ mấy cô bán hàng, không có cô nào mà có kem mà xài kem xài gì hết. Dạ. Tặng anh cái bánh xèo kìa. Tặng cái bánh xèo hả chị? Đó, quá tuyệt vời. Dạ. Ta chị Thanh Tuyền. Anh Tiền tặng cho hai anh em mỗi đứa cái bánh xèo. Đó. Bánh xèo quay ở chợ quê của Đồng Tháp nha bà con. Hiện tại đang ở Gò Tháp. Thì đêm nay và hai đêm nữa sẽ phục vụ cho bà con lễ hội Đốc Minh Kiều. Lễ hội Gò Tháp á. Gồm hai ông Đốc Minh Kiều và Thiên Hộ Vương. Thì bà con bán những gian hàng món xưa, món đồng quê của miền Tây. Một cái quầy này cũng rất là tuyệt vời đúng không? Bánh xèo quay. Bánh xèo này là bánh xèo quay nha bà con. Dạ quán Thanh Tiền. Cái phạm vi nó nhỏ, thành ra đó mình chỉ làm một cái quay nhỏ thôi, bốn bánh thôi. Đó. Nhân là thật. Quá tuyệt vời luôn. Đầy đủ luôn. Nhân mặn nha, nhân mặn. Nhân mặn ngày mưa có tương luôn. Dạ. Cái này thịt heo, này thịt vịt. Thịt vịt, cái đó thịt vịt. Đó, có tương luôn nữa. Ở dưới quê là có nhân vịt và nhân heo. Xào hết là xào cho nó mới ha. Đúng rồi đó. Mới nó mới ngon. Bà con thấy không? Làn da của gái miền Tây đẹp không? 15. À, nếu mà vịt thì mắc hơn, đúng không? À, 15, 20. Đó hả? Bánh in đó hả? Dạ, bánh Thục Linh này nè. À, bánh thánh này kêu Thục Linh hả? Em dạ, kêu bánh in. Vậy là bánh bánh. Bánh in đây. À, cái bánh mà gõ, nãy này phải là gõ không? Này gõ, cái này cũng gõ. À, bỏ vô trong cái kia nó gõ cái bập cái dạ, là ra đó dạ, là bánh này kêu Thục Linh. Anh cũng bỏ vô khuôn gõ à, cho loại này anh cũng phải vô khuôn. Dạ, nhưng dạ. Mà cái loại này thì nó có nhân, loại này nó dẻo là bánh nhân. Nó dẻo, còn này nó cứng. Anh ăn nó hơi giòn giòn mà nó cứ tan ra. Rồi, anh rồi. Cứ ngậm miệng với ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó có cái là bột hơi cứng cứng ha, đúng không? Mà nó béo. Khoai lang và khoai gì ta? Cao. À, khoai cao luộc hấp. Đó, món khoái khẩu của em luôn á. Còn cái này là gói, này là kêu gì chị? Bánh cắp khoai mì anh, bánh cắp mì. Bánh cắp. Khoai mì mình mài ra rồi cái đầu mình đường dừa. Trộn vô rồi xong rồi cái đầu mình gói thì có chuối. Hấp. Dạ thì giống như ná giống như là làm bánh tét rồi thì mình làm nếp, bản này mình không làm nếp, mình làm khoai mì. Cái này là mình pha ấu qua lộn, mình làm cái màu lá cẩm ha, lá dứa cho nó xanh xanh ha, bởi vì thấy cái nếp sao nó có màu. Đó. Thì khi mà các gian hàng ở bên trong thì chúng ta mua xong chúng ta ra cái quầy ở phía ngoài này mình ngồi mình ăn đó, cho nó không ảnh hưởng tới khách đi tới lui. Dạ ha, à, một kênh là Tuấn Lai Vung, còn kênh là Phước Râu Sa Đéc. Dạ. À, bà con hôm nay rất là đông nhưng mà chưa đông bằng ngày mai nha bà con. Ngày mai là đông. Rất là đông luôn. Tại hôm nay là ngày ngày trước. Còn ngày mai đó là ngày chín và đêm mốt nữa. Còn hai đêm nữa.
Rồi thả diều nè, được chưa? À để hả? Đang đợi. Rồi đó. Đây à, Thanh Tuyền bánh xèo. À, nhưng à, nhân thịt thì là 15k. Rồi à, nhân à, vịt chim thì 20k. Đây. Bánh xèo bà con ơi, bánh xèo quay. Bánh xèo quay Thanh Tuyền. Đây. Hãy à, đến à, một lần đi với ở à, đó hả, tới ngày à, ngày hội chợ chợ quê của à, Đồng Tháp chúng tôi à, đặc biệt là những món miền Tây. Thôi một cái được rồi. Trời chị ơi, nãy trong nè, hát ở trong nè. Bánh xèo với chị ơi. Bánh xèo ngon lắm đó chị ơi. Nãy giờ ở trong ái mộ chị quá luôn, hát quá hay. Nên có kênh gì vậy mình đăng ký cho. Dạ, em Phước Sa Đéc, Phước Râu dạ. Nhớ nhà bà Quyên. Phước Râu. Minh Tấn TV. Đây là Minh Tấn lại vung. Cái sao hôm nó hay quá chị ơi. Ồ quá hay luôn. Chị hát quá có tuyệt vời. Xong rồi cái giấy tờ xong hết cả hứa mình. Kêu máy nó còn chở lên đi xe lên từ sáng tới giờ, rồi đi rước sách từ sáng tới giờ, lại kêu đi ra nó cho cái nó kêu là phải chuyện nào phải đi lên kêu lên sở văn hóa, đồng xe đồng gì, đồng cái gì phải nghe nó khó khổ đi, tôi lên đây tôi cũng có giường chứ không phải là tôi muốn 5-7 triệu mà bắt đâu phải đi show, rồi kêu phải là tuồng gì, còn tác giả ai. Rồi nghệ sĩ tên gì đòi tuồng là mình hát hai bà Trưng là sắp xếp hai bà Trưng luôn, nữ tướng cờ đào luôn à. Là gấp dấp biên thì vâng hát ghê không? Hay quá hay luôn. Giờ em nãy giờ em quay cho chị trống á à, quá tuyệt vời. Cảm ơn chúc dạ. Trong YouTube ha vâng. À, mỗi ngày à, được đi quay tất cả mọi người đều yêu mến dạ. Và rất là xin bà con cô bác cho nhớ cho like giùm nha. Rồi cảm ơn chị nhiều luôn nha. Rồi. Chị ở Tiền Giang đúng không? Đúng rồi. Rồi ok cảm dạ, ơn chị Giang. Nhiều rồi. Hôm nay đêm mai và đêm mốt nữa mới hết nha bà con. Hãy đến chợ quê. Bánh xèo Thanh Tuyền, bánh xèo quay. Đó, rồi bên đây. Rồi, cảm ơn hai ông chủ tịch. Bánh Hục Linh. À bên đây là bánh Hục Linh. Rồi ok, thôi em đi nha. Xin chào. Rồi, bánh cúc còn nữa. Ủa cái bánh gì màu đẹp vậy? Ôi ôi. Con này cũng làm màu dữ vậy. Bánh này kêu bánh gì anh? Là mấy hình trái cây. Đó kìa. Cây màu y gan như trái thiệt luôn cha. Hay á. Hấp dẫn hấp dẫn. Ủa trái ớt. Đó, anh làm màu mè đâu quá tuyệt vời luôn. Đó. Bánh đặc sản của miền Tây. Bánh tốt. Rồi đây món đá bào. Cúc răng me. Còn ba đêm nữa bà con ơi. Hãy tranh thủ đến chợ quê của Gò Tháp. Gì đây? Khô. Ôi. Đặc sản này chính hiệu ha. Bánh gì? À, bánh canh thịt vịt bột sa bột sắt. Đó để bỏ vô cái chai sắt đó. Rồi hãy đến chợ quê nha bà con, bánh xưa đúng xưa luôn, bánh canh sắt. Ồ cái món này là hấp dẫn rồi. Bánh canh vịt bột sắt. Đấy, bỏ liều cái chai rồi đầu cái sắt rớt xuống. Là ok. À, 3 đêm nữa nha bà con, tranh thủ. Tranh thủ đến chợ quê, đây là những món mật ong. Đây là mứt dừa của miền Tây á, Tết năm nào cũng có. Bây giờ thì có nhiều món quá, ra đó cái món này lâu mới gặp nè. Mứt dừa miền Tây. Ôi cái gì mà bánh gì mà dày dữ vậy trời. Cái đó là bánh xôi dị. Thì ra xôi dị rồi chưa, nó đâu đó nó này dày dữ. Xôi dị có gì có nhân đậu xanh giữa. Bánh bò, bánh bò. Trao lợn. Đấy, bà con hãy bánh tét. Đây, đặc sản của miền Tây chúng tôi, Đồng Tháp nha bà con. Mắm nè. Mắm đu đủ tay heo. Cái này gỏi đu đủ, cái này gỏi tay heo. Dễ không mà hấp dẫn.
mắm cá linh. Có cái nhân ở giữa nha bà không? Có nhân ở giữa. Đét như chú nhưng mỡ nhưng mỡ. Dạ. Hai đêm nữa. Cô Năng. À, cô Năng. Hay quay của cô Năng. Dạ, chào cô Năng nha. Còn hai đêm nữa nha bà con. Tranh thủ lên chợ quê. Nướng lu. À, que nướng lu của cô Ba, kế cô Năng. Một thịt lộn. Có 5 ngàn tiền nướng nè. Gái hả? Chiên nè. Chiên đi rồi. Chiên đi. Đây nhỏ. Que chiên. Đây cái gì đây? À, kẹo chỉ đã bò bía ngọt đây. Quá hấp dẫn rồi con ơi, nước cá lóc nướng đây, đậu nành đậu bắp đường sáu. Wow, cái gì đây, nghe cái gì được. Cái này kêu bằng gì, nhang 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 gì nè. À, dưỡng nhang, dưỡng nhang. Dạ đó. Nước xâm lạnh. Wow, kẹo chuối này là lâu đời lắm rồi, món nhà luôn đây. Kẹo dẻo nhà làm. Phương Nghi. Đây, em. Rồi còn hai đêm nữa bà con hãy tranh thủ tới chợ quê nha. Đó, ủng hộ cho bà con những món đồng quê rất là lâu đời. Dạ, con đang đi quay tí xíu thì con mới quay lại. Đây, cái này là que xiên cô Ba. Rồi, bánh xèo bánh bèo qua giọng cái. Ồ, hấp dẫn chưa? Trời ơi, đẹp chưa bà con? Tranh thủ đi, còn hai đêm nữa ra cũng ra chợ quê rất là vui luôn. Có những cái món khi 30 năm mình chưa ăn lại. Có những bánh khọt nè, đặc sản của miền Tây chúng tôi. Dạ, đó, đi qua bên đây coi cái đội chỗ đổ nè. Ôi, hấp dẫn chưa? Hai bốn sáu tám mười 12 cái nha, 12 cái một vòm, một cái mẻ vậy nha. Wow, dầu nhiều vậy đó hả? Dầu chân cho nhân kép, bánh ngọt nhân kép. Những món đồng quê đặc sắc nhất của khu vực miền Tây. Bánh tét ba loại. Rồi, cái gì đây? Cháo nên mong cháo ếch, nước sâm, cháo ếch. Ồ, cháo ếch. Đây, cái quầy cháo ếch của anh này quá hấp dẫn nha. Đầu tiên của chợ quê Đồng Tháp luôn. Đó, cháo ếch. Quá tuyệt vời luôn, quầy đầu tiên luôn. Tổng đi vào phía bên tay trái nha con. Cháo ếch đặc sản miền Tây. Mấy cái gô này thôi là thấy là hấp dẫn rồi. Đó, mấy cái nồi đất nè, bà con thấy không? À, sẽ cho chúng ta một cái độ nóng rất là nóng. Rồi, mấy anh trai ra đầu bếp không nha. Rồi, quay đầu tiên là quay cháo ếch. Bàn cũng rất là đặc sắc luôn. Đây, toàn cảnh chợ quê của đêm nay ở Gò Tháp, chợ quê Đồng Tháp. Đây, clip cũng đã khá là dài. Chào cô chú anh chị em và các bạn. Còn hai đêm nữa ngày lễ hội tưởng niệm 157 năm ở Gò Tháp. Chào cô chú anh chị em. Hãy đến chợ quê của Đồng Tháp để thưởng thức những món đồng quê mà dân gian chúng ta đã ăn bao nhiêu năm trước. Hôm nay người đi lại có những cái món thật sự là quá nhiều năm mà mình chưa bao giờ ăn. Tại vì bây giờ có nhiều cái món tân thời ra đó, mấy món đó cũng ít có làm. Ra đó bà con muốn ôn lại kỷ niệm xưa của vài mươi năm về trước thì hãy đến chợ quê tỉnh Đồng Tháp. Còn hai đêm nữa với những món ăn đặc sắc đồng quê làm cho gợi nhớ những ngày thơ ấu của chúng ta. Rồi, xin chào cô chú anh chị em và các bạn, xin hẹn gặp lại tại chợ quê Gò Tháp.